các bộ công tác nghiệp vụ cho công chức viên chức công nhân. Lớp đào tạo phối hợp là một trong bốn lớp nghiệp vụ được mở tại chi cục trong kế hoạch đào tạo năm 2012. Sau hơn 30 ngày học tập, lớp học phối hợp do chi cục kiểm lâm phối hợp với võ đường Thanh Phong Hà Nội tổ chức khai giảng học tập tại thôn kiểm lâm cơ động số 1 của kiểm lâm Quảng Ninh từ ngày 17 tháng 4 năm 2012 cho các công chức viên chức kiểm lâm đã hoàn thành các nội dung học tập theo chương trình và kết thúc khóa học. Hôm nay chi cục kiểm lâm thống nhất với võ đường Thanh Phong tổ chức bế giảng lớp học võ thuật khóa 3. Thay mặt cơ quan chỉ đạo lớp học và ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu dự buổi lễ bế giảng hôm nay có trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, cục trưởng cục kiểm lâm Việt Nam, đồng chí Đỗ Thị Lâm, phó giám đốc cơ quan kiểm lâm vùng 1, đồng chí Đỗ Phú Trung, thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh có mặt. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các quý phu nhân, phu quân của lãnh đạo đương chức các đơn vị trong toàn lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh. Xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại biểu đài phát thanh truyền hình VTV3, truyền hình VTC, truyền hình Quảng Ninh, báo Quảng Ninh đến dự và đưa tin. Về phía võ đường Thanh Phong, xin giới thiệu sự có mặt của ông Hoàng Thanh Phong, võ sư, giám đốc võ đường Thanh Phong Hà Nội. Về phía chi cục kiểm lâm Quảng Ninh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Phát, phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn, chi cục trưởng. Đồng chí Tăng Xuân Hương, đồng chí Mạc Văn Thiên, phó chi cục trưởng có mặt. Trân trọng giới thiệu sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo trưởng phó văn phòng nhiệm vụ 18 đơn vị trực thuộc chi cục, công chức kiểm lâm văn phòng chi cục và sự có mặt của 47 học viên là công chức chi cục kiểm lâm. Vâng, và sau đây thay mặt ban tổ chức tôi xin công bố chương trình bế giảng lớp học võ thuật kiểm lâm khóa 3 năm 2012 gồm các nội dung sau: 1. Biểu diễn võ thuật bế giảng; 2. Báo cáo tổng kết lớp học; 3. Phát biểu của giám đốc võ đường trao chứng chỉ và đai cho học viên theo chuẩn học viên của võ đường; 4. Công bố quyết định theo chuẩn của sở nông nghiệp phát triển nông thôn; 5. Phát biểu của học viên đại diện lớp; 6. Phát biểu bế giảng lãnh đạo chi cục. Kính thưa các quý đại biểu, thưa toàn thể các quý học viên, sau đây tôi xin trân trọng kính mời võ sư và huấn luyện viên của võ đường Thanh Phong lên chỉ đạo biểu diễn võ thuật. Xin mời. Quang Hạnh, đây luôn. Ba luôn nó bật nhạc luôn. Bật nhạc ba. Nhạc. Cương nóng.